Mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn qua inbox về việc bị lừa đảo bởi các quảng cáo trading kiếm tiền. Nhiều bạn đã tham gia vào các sàn lệnh để kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất họ chỉ tạo ra chiến thắng ảo để người chơi liên tiếp nạp tiền vào. Sau đó, những sàn này cũng biến mất không dấu vết, khiến các bạn mất số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Nếu bạn chưa biết sàn giao dịch tiền mã hóa mình đang sử dụng có đảm bảo an toàn và mang lại những lợi ích tốt nhất chưa, hay vẫn đang phải chịu mức phí cao mà không hề hay biết, và liệu có những sự lựa chọn tốt hơn bên ngoài không? Đây là những gì chúng ta sẽ bàn đến trong video hôm nay. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 3 sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất tại Việt Nam. Video này sẽ cực kỳ bổ ích cho những bạn nào đang muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử, nhưng không biết đâu là sàn chính thức để giúp bạn tìm được sàn phù hợp. Vì thế, hãy xem video này và cùng khám phá những sự lựa chọn này nhé. Đầu tiên, Nguyên muốn lưu ý với bạn là dù bạn có tin tưởng sàn giao dịch nào đến đâu, bạn vẫn nên tự quản lý tài sản của mình. Như bạn đã thấy với một số sàn trong quá khứ, như sàn giao dịch tiền mã hóa FTX sụp đổ sau khi được tiết lộ rằng họ đã sử dụng tiền của khách hàng một cách bất hợp pháp cho các khoản đầu tư rủi ro và các dự án của riêng họ, dẫn đến thua lỗ lớn và phá sản. Không bao giờ có thể chắc chắn 100% rằng tiền mã hóa của bạn an toàn, trừ khi bạn tự giữ chìa khóa riêng. Từ quản lý có nghĩa là bạn nên giữ tiền trong ví cá nhân, nơi mà bạn kiểm soát được chìa khóa, thay vì để trên sàn giao dịch. Xin lưu ý, video này không được tài trợ và cũng không liên kết với bất kỳ sàn giao dịch nào. Đây là những đánh giá khách quan của Nguyên về một số sàn giao dịch tốt nhất hiện có. Danh sách này không phải là tất cả và còn nhiều sàn giao dịch khác trên thị trường. Hãy tự mình nghiên cứu kỹ càng trước khi lựa chọn một sàn giao dịch. Nguyên sẽ so sánh các sàn này qua 5 lĩnh vực chính: tình hình tài chính, mức độ an toàn, tiền tệ hỗ trợ, mức phí và các tính năng khác. Sau khi đã nói về những điều này, hãy cùng xem xét sàn giao dịch đầu tiên. Top 1 là Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, được thành lập vào năm 2017. Binance cung cấp một loạt các tùy chọn giao dịch bao gồm giao dịch ký quỹ và tương lai, làm cho nó phổ biến đối với cả những người mới bắt đầu, với khối lượng giao dịch 24 giờ lên đến hơn 11 tỷ. Sử dụng Binance rất dễ dàng cho người mới bắt đầu, tính năng bảo mật rất cao với xác thực hai yếu tố và quy trình KYC để đảm bảo an toàn cho người dùng. Về phí giao dịch, Binance có mức phí cực kỳ cạnh tranh và bạn có thể giảm chi phí này nếu thanh toán bằng BNB, đồng tiền riêng của Binance. Ngoài ra, Binance còn cung cấp các sản phẩm đầu tư như Binance Earn và Launchpad, rất thú vị cho những ai muốn khám phá cơ hội đầu tư mới. Bảo mật trên Binance là mạnh mẽ, với sàn giao dịch sử dụng các công nghệ tiên tiến như giám sát bằng trí tuệ nhân tạo. Vào năm 2019, Binance đã bị hack nặng, mất 7.000 Bitcoin, nhưng công ty đã bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng từ quỹ tài sản an toàn của mình. Với hàng triệu lượt truy cập hàng tháng, Binance tiếp tục phát triển như là nền tảng hàng đầu cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Binance lý tưởng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm tính thanh khoản tối đa, đa dạng nhất về đồng tiền và một số mức phí thấp nhất trong ngành. Sàn giao dịch thứ hai, Bybit, được thành lập vào năm 2018, đã nhanh chóng trở thành một trong những cái sàn giao dịch phát triển nhanh nhất với hơn 15 triệu người dùng. Trụ sở tại Dubai, Bybit nổi tiếng với trọng tâm vào giao dịch phái sinh. Nền tảng này được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng và phí cạnh tranh, làm cho nó phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch. Trên thị trường tương lai, Bybit có khối lượng giao dịch 24 giờ lớn là 17 tỷ 400 triệu. Đây là một trong những lý do khiến Bybit thu hút các nhà giao dịch khối lượng cao muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ. Bybit cũng có điểm tin cậy cao là 10 trên 10, đảm bảo an ninh cho người dùng của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch với sự cân bằng tốt giữa phí thấp và tính thanh khoản cao, Bybit đáng để xem xét. Nó cũng cung cấp bằng chứng dự trữ. Bybit giữ 9 tỷ 130 triệu tài sản được giữ trong Ethereum, Bitcoin, Solana và các đồng tiền phổ biến khác. Bạn có thể chọn Bybit cho tính thân thiện với phái sinh của nó. Tiếp theo thứ ba là sàn OKX, là sàn giao dịch tiếp theo, được xếp hạng số 3 về khối lượng giao dịch trên CoinMarketCap. Được thành lập vào năm 2017 và đăng ký tại Seychelles. Sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ là 1 tỷ 500 triệu. Nó hỗ trợ hơn 309 đồng tiền và nhà giao dịch tương lai được hưởng phí thấp, với phí người bán thấp nhất là 0.01% và phí người mua là 0.05%, làm cho nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch tần suất cao.
Một trong những đặc điểm nổi bật của OKX là cam kết mạnh mẽ về minh bạch thông qua bằng chứng dự trữ của nó. Sàn này giữ 17 tỷ 600 triệu tài sản với các khoản đầu tư lớn nhất là trong Ethereum, Bitcoin và Solana, làm cho OKX trở thành một trong những cái sàn giao dịch an toàn và minh bạch nhất với điểm tin cậy 10 trên 10. Tóm lại, trong top 3 sàn tiền điện tử tốt nhất mà mình đã giới thiệu, nếu để đưa ra gợi ý cho bạn lựa chọn thì Binance là lựa chọn hàng đầu. Nếu các bạn muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử, Binance rất uy tín, có quy phòng trừ rủi ro và cung cấp đầy đủ các sản phẩm giao dịch mà bạn có thể cần. Khi tham gia vào thị trường, bạn chỉ cần đăng ký tại Binance là có thể giao dịch hầu như mọi thứ trên thế giới, từ mua bán, giao dịch future, NFT và nhiều thứ khác. Bạn không cần phải mua tại sàn này, rồi lại giao dịch tài sản khác, bán tại sàn khác. Ở đây, bạn chỉ cần một tài khoản tại Binance là có thể thực hiện mọi thứ. Ngoài ra, mình đã xin được một ưu đãi cho người dùng Việt Nam khi đăng ký tài khoản Binance thông qua link này của mình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lên tới 600 đô la Mỹ và giảm 10% phí giao dịch. Nguyên sẽ để link đăng ký và ưu đãi của 3 sàn top nhất phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.